Hôm nay mới biết là họ chỉ mở là cuối tuần, thành ra sẽ bắt đầu là cuối tuần có thể sẽ ra đây để làm chương trình nhiều hơn. Dạ vâng, cháu mời bác có lời chào khán thính giả mở đầu chương trình ạ. Vâng, chào anh, hôm nay em thời tiết thuận lợi quá và chuyến trước thì mình còn nói về vào thu ngày khai trường, nhưng mà bây giờ là nó cũng trở Thu rồi ra phòng ạ. và nó đã vào mùa thu nhiều rồi, nó sắp sang đông rồi. Vâng, thành ra Nhưng mà là mấy bữa trước vẫn còn nóng, có lẽ là hôm nay trở đi mới bắt đầu lạnh phải không ạ? vâng, đúng là đêm nằm cũng đã phải đắp chăn rồi. Còn Dạ. hôm nay đi có con gái cũng dặn là phải mặc cái áo đen ở bên trong chứ không có ở. Ồ, sẵn bác nói vậy thì cho cháu cũng nói leo theo là cháu nghĩ hồi hôm qua hôm kia cháu bị hồi xưa gọi là trúng gió đó bác. Cháu cũng rất là thèm cạo gió. Cháu nghĩ là chẳng qua là như bác nói đó, là ban ngày nó nóng, thành ra cháu mở toang cửa sổ rồi đêm mình quên đóng đó bác. Không Đúng ạ. rồi. Thành ra mấy bữa nay cháu cũng nằm chưa đến còn liệt giường nhưng mà cũng người nó rêm rêm. Thành ra hôm nay mới ráng bò dậy để mà mời bác đi làm chương trình. Dạ cháu mời bác. Vâng, thưa anh, mình tôi muốn tiếp tục cái chương trình mà hôm vừa rồi mình có nhắc nhở nhau đó. À, Dạ. anh Cải Đạo cũng có nhắc về cái con lươn ở trên đường Bôn Sa đó. Dạ đó, dạ. À, thành ra có theo dõi mấy cái cuộc mà tranh luận tới cái học khu Gardanger và để mà phản đối luật sư Nguyễn Quốc Lân đó. Dạ. Vâng, rồi thì là ông Nguyễn Quốc Lân lại lên đài này, đã hai bên phản biện nhau Dạ. các thứ cũng hết sức là rắc rối. Thì tôi thấy rằng thì là một cái cộng đồng của mình mà qua đây được bốn mươi mấy năm mà tại sao mà một cái xứ tự do mà tại sao xào xáo nhau quá vậy. Vâng, thì tôi cứ tin tin nhảm, không phải là tin nhảm, nhưng mà tôi cứ tin rằng thì là cái thủ đô tị nạn là cái con đường Bôn Sa đó, nó không biết là nghe nghe xuôi nghe dại thế nào mà cách đây 20 năm nói rằng thì là để chôn mấy cái cột điện, cái đường dây đó đi xuống dưới đất. Thế để chôn ra đó thì nghe cũng hợp lý, nhưng mà giờ thì là tự dưng lại chia cái con đường Bôn Sa ra làm đôi. Thì theo tôi thì tôi cho rằng thì là đấy mới là một trong những các cái nó ếm cái con lươn ở giữa con đường. Nó dạo trước là 20 năm trước là diễn hành Tết cái gì là đi thanh thang trước Phúc Lộc Thọ đó, nghĩa là coi như rằng thì là một mai một nửa mai về đằng kia, một nửa mai về đằng này đó. Phúc Lộc Thọ là đi con đường thanh thang mà tự dưng nghe khôn dại thế nào đó, mà bây giờ tự dưng cái con đường ấy chia ra làm đôi. Thành ra mình thấy thì là mình thấy lạ quá. Bây giờ là muốn biểu tình, muốn đi gì đó thì là chỉ đi một nửa bên đường xong rồi lại quay vòng lại qua bên này. Thì mà mình tới Phúc Lộc Thọ thì mình biết rằng thì là cái vai trò của người tàu nó lớn lắm. Khi mà tới Bôn Sa này đã cũng đều là hẹn nhau ở trước Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ là cái tên của ba cái ông thần tài Phúc, Lộc và Thọ. Người tàu nó binh cái đó ở trong cái cửa hàng của nó, trong cái cửa hàng to ình của nó to lớn nhất của cái Bôn Sa này. Tới đó thì mình mới thấy rằng cái hỡi ơi, còn cái cộng đồng của mình thì cách đó độ 5 căn, cách đó là 5 căn, tự dưng là nó là một cái căn nhà nó cũng giống như là một cái căn nhà bình thường thôi, 4 thước rưỡi rồi sâu vào 10 thước, 20 thước gì đó. Thì là đấy nó là cái trụ sở của cái Đức Thánh Trần. Mà đằng trước đó thì là có cái tượng Đức Thánh Trần chỉ xuống cái con đường Bôn Sa đó. Cái tượng ấy thì quá đẹp. Ở đây là đã đón cái nhà điêu khắc gia từ Việt Nam mà đã làm cái tượng Đức Thánh Trần
ở cái căn cứ hải quân đó, cái góc hải quân ở cái ở Việt Nam đó. À, sao ông vậy đó? Vâng, ông Hoàng gì đó, ông thì anh thành ra cái mà cái gì mình thấy thì là lạ quá. Đi qua đây bốn mươi mấy năm mà rồi thì là mỗi ngày một cứ thụt lùi đi, cắn xé nhau, rồi không có một cái đoàn thể nào mà gọi là đoàn kết cả. Tôi thấy rằng thì là cái ông luật sư Nguyễn Quốc Lân đó, thì ông ấy cứ dùng những cái từ ngữ mà dao to búa lớn, nó kỳ quá. Ông ấy nói là cộng sản đã len lò vào đây và nghĩa là nó xé nát cộng đồng ra, phải không ạ? Xé nát cộng đồng ra thì tôi muốn hỏi ông luật sư Nguyễn Quốc Lân như thế là ông hãy chỉ cho tôi một cái chỗ nào mà cái cộng đồng này nó đoàn kết đâu, một cái đoàn thể nào của cái cộng đồng này nó đoàn thể kết không? Nếu vậy thưa bác, đó là cháu nghĩ là bác đứng ngoài đúng không ạ? Bác chẳng có quan tâm đến phe này phe kia, phe ông Phát Bùi hay là phe bà Janet hay là phe ông Trần Thái Văn Chí Tạ. Nếu vậy bác đánh giá sao về cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Quốc Lân, tức là ông ta là công tâm, ông ta nói thật hay là ông ta chỉ ngụy biện nói láo thôi? Thưa ông, ông ấy là một cái loại mà gọi là ra những cái bản tuyên cáo số mấy và coi như là tự dưng ông ấy đóng cái vai trò của một cái nhà truyền thuyết, của một cái ông bộ trưởng bộ thông tin ở hải ngoại, phải không ạ? Và ông ấy cũng trình độ thì có, dẻo miệng thì có, nhưng mà đấy nó là cả một cái quá trình gọi là lộn ngược lịch sử, lấy công bóp méo, lật ngược lịch sử, lấy công làm tội, lấy ơn làm oán. Thành ra tôi mới cho rằng thì là cái cộng đồng này nó là một cái, mấy chục năm nay nó là một cái bọn mà nó buôn hàng giả và nó nuôi hận thù. Cháu còn nghe bác dùng cái từ điếu đóm để mà bác nói Nguyễn Quốc Lân, thì cháu bác có thể giải thích thêm tại sao bác nói anh ta là con người thuộc loại điếu đóm? Tôi thấy rằng thì là không biết là cái chuyện điếu đóm thì cháu nhớ bác có cái dùng cái từ đó, bác nói anh ta là dùng đao to búa lớn nè, rồi thuộc loại điếu đóm nè, đại khái như vậy. Tôi nghĩ rằng thì là tại vì rằng thì là người ta cứ người ta đồn đó, cái nhóm rằng thì là ông Nguyễn Quốc Lân là tự dưng là ông ấy là trong cái nhóm mà của cái người mà thành công nhất đó là ông Trần Thái Vân, ông dân biểu Trần Thái Vân, dân biểu ở tiểu bang đó. Rồi thì là đấy, cả một cái băng đó nó gần như là nó một cái loại, nó chi phối cộng đồng, nó chi phối cộng đồng. Mà mấy cái báo Mỹ mà cái hồi đó thì tôi cũng không đọc, nhưng mà người ta nói đi nói lại rằng thì là đây là một cái loại bố già, Godfather, tức là Godfather nó mang một cái tính cách xấu, nó là cái bọn âm binh, nó là một cái bọn mà nó không nó là một cái bọn mà đứng đường và bắt chuộc, là cái bọn mà tất nhiên là cái thành tích của nó không phải là một cái thành tích đàng hoàng, nó là bọn mafia mà tức là không phải ít nước lợi dân. Vâng, thưa anh, và nó không phải là trung thực, nó không phải là lương tâm của thời đại, nó không phải là một nhà truyền thông, nó là một cái bọn mà thảo khấu, mafia đó. Trong cái lịch sử thì tôi cho rằng nó là một cái loại thảo khấu, và tới giờ này, tới cái đất nước tự do mà nó cũng còn tiếp tục, nó đóng cái vai trò thảo khấu. Cho nên mình có thấy rằng thì là tại sao mà cái cộng đồng này nó không khá lên được, và chính nó là cái bọn mà nó muốn nịnh bợ ở cái chỗ rằng thì là
30 tháng 4, sau 30 tháng 4 thì đất nước thì nó có những các cái chuyện gì, nhưng ít nhất là đất nước nó về một mối mấy chục năm hận thù, hai bên Nam Bắc đánh nhau, thì tới lúc ngày 30 tháng 4 thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó bắt đầu nó gọi là nó phá bỏ một cái biên giới mà nó từ thời Pháp thuộc, từ thời Mỹ nó để lại, để mà hai bên Việt Nam, những người Việt Nam giết nhau một cách hết sức là tưng bừng và thù hằn nhau đến nỗi thành ra mình có thấy rằng thì cái ông Nguyễn Quốc Lân này thì tôi cho rằng thì là không phải điếu đóm, nhưng mà ông ấy là tự ông ấy có thể là ông ấy cũng khéo miệng, và ông ấy cũng là dựa trên một cái căn bản sai lệch để mà làm ngược lại lịch sử, để mà chiều những các cái người ở hải ngoại, những các cái ông những các cái quý vị mà Việt Nam Cộng Hòa sau khi bại trận 30 tháng 4 rồi, quý vị ấy cũng bị đi học tập cải tạo lâu ngày vân vân, thì quý vị ấy là tất nhiên là có một cái mối thù cũng lớn lắm. Thế nhưng mà nếu mà nhìn một cách công tâm thì cái vai trò lịch sử của mình hết rồi, thì đáng nhẽ ra những cái quý vị Việt Nam Cộng Hòa đó thì nghĩ rằng thì là cái nghiệp của mình, mà cái sứ mạng của mình khi mà làm lớn ở miền Nam Việt Nam, thì cái sứ mạng đó nó được bày đặt, nó là một cái con cờ của thế giới, nó bày đặt để mà hai bên hại nhau, hai bên đánh nhau. Tôi còn nhớ rằng thì là ví dụ như ông Ngô Đình Diệm thì ông ấy đứng bên bờ bến hải vĩ tuyến 17 và ông ấy nói rằng thì là đây là tuyến đầu của thế giới tự do. Tức là tất nhiên là ông Ngô Đình Diệm là ông ấy phải là ông ấy tự bênh vực ông ấy, và ông ấy nói cái chính nghĩa của ông ấy, đây là tuyến đầu của thế giới tự do. Nhưng mà chỉ sau 9 năm của ông Ngô Đình Diệm mà chưa tới, tôi cho rằng tới 5 năm, 4 năm đầu của ông Ngô Đình Diệm thì nó gọi là thịnh phát, là mang lại một cái sự ổn định cho miền Nam Việt Nam. Nhưng mà từ năm thứ 5 trở đi thì lịch sử nó đã xoay chiều, ông ấy đã bắt đầu mà thất sủng cái lực lượng mà gọi là thế giới tự do, hay là cụ thể nhất là người Mỹ, người Mỹ nó không còn đứng đằng sau ủng hộ ông ấy nữa. Do đó mà ông Ngô Đình Diệm là ông ấy tới giờ đó thì bắt đầu ông ấy là cái người mà ý thức được rằng thì là cái gió nó đổi chiều, và mình bây giờ đó là mình phải có một cái thức tỉnh hơn. Thế nhưng mà đây là những người làm chính trị, thì ông Ngô Đình Diệm theo tôi thì là cái người mà đạo diễn, hay là cái bộ máy, cái bộ óc đó, mastermind đó, của cái chế độ Ngô Đình Diệm là cái người em, ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Ông cố vấn Ngô Đình Nhu đó tới năm thứ 5 đó là của chế độ Ngô Đình Diệm là bắt đầu ông ấy ý thức cái đó, và ông ấy dưới danh nghĩa, dưới là một cuộc đi săn, đi vào rừng để mà gặp Phạm Hùng, tức là một đại biểu của Cộng sản Việt Nam ở ngoài Bắc, phái ông Phạm Hùng vào trong Nam, coi như là nắm cái bộ tư lệnh ở trong cái vùng mà theo Cộng sản là cái vùng bị tạm chiếm đó. Thành ra ở trên cao đó thì là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Diệm là biết. Còn thì là một mặt khác biết thì
ông mới đi vào rừng để mà gặp gỡ nhau. Và theo những cái tiết lộ của cái ông Frank Sinek, tức là một cái anh Sia mà anh ấy viết cái cuốn Descent Interval, là một cái khoảng cách vừa đủ, thì khoảng cách vừa đủ, tức là ông ấy nói cái anh Frank Sinek nói ngày 30 tháng 4 đó, là một cái khoảng thời gian vừa đủ để mà người Mỹ lật sang một trang sử mới, để mà thắt cổ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên nó mới có một cái là một cái khoảng cách để mà khỏi quá đau đớn, descent interval, một cái khoảng cách vừa đủ để mà đừng quá đau đớn. Và chính vì ông Ngô Đình Nhu đã đi vào rừng để gặp Phạm Hùng, điều đó nó có hai ý nghĩa, là ông Ngô Đình Nhu là cái người lãnh đạo chế độ Ngô Đình Diệm, thì là người lãnh đạo đã biết rằng thì là phải đi vào để mà gặp gỡ cái đại diện của Bắc Việt ở trong rừng. Và nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là hai bên để mà gặp nhau, để mà giao thương, để mà có thể hàn gắn cái mà 30 năm nội chiến từng ngày đó, cái chữ mà chị Công Sơn đó. Thế thì mình mới thấy rằng thì là thế nhưng mà chính vì cái chuyện mà cái sáng kiến hay là cái chuyện mà đi đêm của ông Ngô Đình Nhu và coi như là của ông Ngô Đình Diệm đó, và đi gặp Phạm Hùng đó, hai bên gặp gỡ nhau, thì người Mỹ họ không bằng lòng. Họ không bằng lòng ở cái chỗ rằng khi mà người Mỹ viện trợ hòa cho Việt Nam Cộng Hòa, cho ông Ngô Đình Diệm, rồi sau đó là ông Nguyễn Văn Thiệu, thì là người Mỹ nhắm tới một cái mục tiêu xa hơn, là mục tiêu tiếp cận hay là bao vây Trung Cộng, bao vây một cái tỷ dân, và cũng nhìn thấy rằng thì là Trung Cộng nó có một cái vai trò lớn ở Đông Nam Á, vân vân. Thì chính vì cái câu chuyện mà ông Ngô Đình Nhu đi vào gọi là quá sớm theo người Mỹ, nó đã xảy ra cái chuyện là cả ba anh em ông Ngô Đình Diệm đã chết thảm. Dạ vâng.